Xin chào các bạn, một lần nữa chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục Hôm nay có gì hot ngày 22 tháng 10. Và đừng bỏ qua những tin tức rất nóng hổi trong ngày hôm nay. Vào tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, DIN, một trong những công ty cung cấp hạ tầng và đăng ký tên miền Internet lại Mỹ đã bị tấn công từ chối dịch vụ hay còn gọi là DDoS ở quy mô lớn, khiến rất nhiều dịch vụ như là Twitter, Netflix, Spotify hay là Reddit đã bị chậm đáng kể, thậm chí là còn bị tạm dừng hoạt động. Theo công ty bảo mật Flashpoint và giám đốc chiến lược Kyle Owen của DIN, thì vụ tấn công này bắt nguồn từ những thiết bị Internet of Things hay còn gọi là Internet vạn vật, có thể bao gồm tất cả các thiết bị trong căn nhà thông minh của bạn như là TV, tủ lạnh, lò vi sóng hay camera giám sát đã bị cài mã độc mang tên là Mirai. Hiện nay thì Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã bắt đầu điều tra, cho thấy việc là một hệ thống DNS bị đánh sập nguy hiểm đến mức nào. Và thậm chí còn nguy hiểm hơn khi Mirai là một phần mềm đang được phân phối rất nhiều và miễn phí trên Internet. Vậy nên ai cũng có thể tải về, tùy biến và triển khai những vụ tấn công từ chối dịch vụ tương tự như trên. Vụ việc lần này thì cũng đang dấy lên những nguy cơ về việc những thiết bị Internet vạn vật bị biến trở thành botnet. Vụ việc lần này cũng đang dấy lên những nguy cơ về những thiết bị Internet vạn vật bị biến thành những botnet là hoàn toàn có thật và nó rất nghiêm trọng. Hôm nay thì Samsung đã chính thức ra mắt chiếc Galaxy A9 Pro, là thiết bị đầu tiên của hãng này có mức bộ nhớ RAM là 6GB, loa ngoài kép cùng với bộ xử lý Snapdragon 653 mới được Qualcomm giới thiệu cách đây một vài ngày. Bên cạnh đó thì thiết bị cũng được trang bị màn hình 6 inch AMOLED, độ phân giải Full HD, bộ nhớ trong 64GB cùng với viên pin 4000 mAh. Về mặt thiết kế thì mẫu phablet tầm trung này không có quá nhiều điểm đặc biệt và nó khá giống với các thiết bị gần đây của hãng như là Z7 Prime. Tuy nhiên thì phần giải anten thu sóng ở mặt lưng đã được thiết kế lại, nó mỏng hơn, đẹp hơn. Về camera thì C9 Pro được trang bị camera trước và sau đều có độ phân giải là 16 megapixel, khẩu độ f1.9, lấy nét theo pha và quay video 4K. Ngoài ra thì C9 Pro cũng được trang bị cảm biến vân tay ở phím home, cổng USB-C và chạy Android 6.0.1. Mẫu máy này sẽ được bán ra với hai màu là vàng và hồng với mức giá là khoảng 10,5 triệu đồng theo tiền Việt Nam. Thời gian gần đây có vẻ như là những vụ cháy nổ liên quan đến smartphone có vẻ như đang ngày một nhiều hơn, từ Galaxy Note 7, iPhone 7 và bây giờ gần đây nhất là Xiaomi Mi 4. Đặc biệt vụ việc này lại xảy ra ngay tại Việt Nam. Mới đây thì một thành viên trên diễn đàn MIUI.vn đã đăng tải hình ảnh của chiếc Xiaomi Mi 4 vừa được anh mua cho em trai đã phát nổ vào ngày 19 tháng 10 vừa qua. Chiếc máy này sau khi phát nổ đã bị thiêu rụi và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy thành phần bị biến dạng nhiều nhất chính là thỏi pin và có lẽ cũng là nguyên nhân chính gây nên vụ nổ. Vụ nổ này đã khiến cho chủ nhân của chiếc máy bị bỏng, tuy nhiên rất may là nó không ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau khi đăng tải thì Hoàng Hà Mobile, nơi mà thành viên trên mua thiết bị này, đã chính thức lên tiếng khẳng định là sẽ hoàn trả khách hàng 100% số tiền để mua một sản phẩm khác. Ngoài ra, thông tin này cũng đã được chuyển đến cho Xiaomi. Tuy nhiên hiện tại công ty vẫn chưa có bất kỳ một câu trả lời chính thức nào. Có vẻ như là các thiết bị di động đang ngày càng nguy hiểm hơn và chúng ta cũng nên có biện pháp phòng tránh như là sử dụng các loại phụ kiện chính hãng, tránh sạc qua đêm hay là sử dụng khi đang sạc, cũng như hạn chế cho điện thoại vào túi quần, nhất là khi nhiệt độ ở ngoài trời nóng. Trên đây là những tin tức hot nhất của ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Hôm nay có gì hot của tuần sau.